Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin Kinh tế Thế giới và bản biên tập tuổi trẻ hải ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Ý ông Mario Monti vừa công bố một chương trình các biện pháp thắt lưng buộc bụng trị giá 30 tỷ euro, bao gồm tăng thuế và tăng độ tuổi hưu trí, nhằm kéo nước Ý ra khỏi tình trạng tài chính căng thẳng và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng đang đe dọa khu vực đồng euro. Được đưa ra trong một sắc lệnh khẩn cấp duy nhất có thể có hiệu lực trước khi Quốc hội chính thức phê duyệt, chương trình tiết kiệm này nhằm đáp ứng áp lực ngày càng tăng, buộc nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro phải có các biện pháp sâu rộng để khôi phục lòng tin của các thị trường. Ông Monti cho biết chương trình này được chia ra làm hai với các biện pháp ngân sách trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014 sẽ giúp tiết kiệm 20 tỷ euro và thêm 10 tỷ euro trong các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng. Ông nhấn mạnh các biện pháp này rất khắc khổ nhưng cần thiết đối với nước Ý. Trong một dấu hiệu bày tỏ sự chẳng đặng đừng đối với các cắt giảm, Bộ trưởng Phúc lợi bà Elsa Fornero đã rơi nước mắt khi tuyên bố chấm dứt quy định gia tăng lương hưu theo tỷ lệ lạm phát đối với tất cả mọi người, ngoại trừ những người có mức thu nhập lương hưu thấp nhất. Điều này sẽ làm cho thu nhập của nhiều người về hưu suy giảm một cách đáng kể. Theo kế hoạch thắt lưng buộc bụng mới vừa được công bố, Ý sẽ nâng dần tuổi về hưu tối thiểu cho phụ nữ và nam giới lên đến 66 tuổi từ nay cho đến năm 2018 và sẽ loại bỏ điều chỉnh lạm phát hàng năm cho phần nhiều lương hưu. Các biện pháp được đưa ra trong một tuần quan trọng nhất kể từ khi đồng tiền chung châu Âu ra đời hơn một thập niên trước, với các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ gặp nhau vào thứ Năm và thứ Sáu tại Brussels để cố gắng đồng ý trên một kế hoạch giải cứu rộng lớn hơn cho khối. Ý, với một khoản nợ công chiếm 120% tổng sản phẩm trong nước, đã trở thành trung tâm của cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu kể từ khi lãi suất trái phiếu 10 năm của quốc gia này tăng lên đến 7%, tương đương với mức lãi suất đã buộc các nước như Hy Lạp và Ái Nhĩ Lan phải tìm kiếm một gói cứu trợ. Thông qua các biện pháp tiết kiệm này được xem là rất quan trọng cho việc thiết lập lại sự tín nhiệm của thị trường tài chính sau một loạt những lời hứa chưa được thực hiện bởi chính phủ trung hữu trước đây của Thủ tướng Silvio Berlusconi. Công đoàn cho biết việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến các công nhân và những người về hưu nghèo nhất một cách không cân đối. Tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu của một sự đối lập chính trị nghiêm trọng đối với kế hoạch của ông Monti. Với Ý, nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro đang tiến gần đến tình trạng khủng hoảng nợ khẩn cấp, có thể phá hủy hệ thống bảo vệ tài chính của châu Âu. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau tại Brussels trong tuần này, với hy vọng sẽ đồng ý trên các phương pháp nhằm để kết nối những thành viên trong khối một cách chặt chẽ hơn với các quy tắc tài chính khó khăn hơn. Thứ trưởng Kinh tế ông Vittorio Chili cho biết khoảng 12-13 tỷ euro trong tổng số 30 tỷ euro sẽ đến từ các cắt giảm chi tiêu, với phần còn lại đến từ việc tăng thuế. Thuế VAT có thể sẽ được gia tăng 2% vào tháng 9 năm tới và cũng sẽ có các loại thuế mới đối với các hàng xa xỉ phẩm như du thuyền và một số loại xe. Nhằm để chống lại vấn đề trốn thuế, những giao dịch tiền mặt hơn 1.000 euro sẽ bị cấm và ngoài ra còn có các biện pháp tự do hóa giờ mở cửa kinh doanh và việc mở các tiệm thuốc và khu vực giao thông vận tải nhằm tạo nhiều cạnh tranh hơn. Chương trình tiết kiệm cũng cắt giảm một số các chức năng chính quyền địa phương trong một nỗ lực nhằm để cắt giảm các chi phí quản lý. Ông Monti cũng đã cho biết Ý sẽ cùng với Pháp và Đức thúc đẩy cho việc đánh thuế trên các giao dịch tài chính ở châu Âu. Bên cạnh đó, ông Monti cũng đã bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng chính phủ của ông chịu ảnh hưởng quá nhiều từ Pháp và Đức. Ông Monti tuyên bố sẽ không bao giờ yêu cầu người dân Ý hy sinh bởi vì châu Âu yêu cầu như vậy, cũng như ông cũng sẽ không bao giờ đổ lỗi cho châu Âu vì các biện pháp thắt lưng buộc bụng không được lòng dân. Trong khi đó, thì một cuộc khảo sát mới nhất về các hoạt động kinh doanh cho thấy nền kinh tế của khu vực đồng euro đang rất ảm đạm. Trên khắp khu vực đồng euro, các nhà máy đang làm việc chậm lại và có thể đang sẽ bị ngừng lại. Trong tháng thứ ba liên tiếp, nền kinh tế lĩnh vực tư nhân đã suy giảm và nay thậm chí các quốc gia mạnh mẽ như Đức cũng không tránh khỏi những nguy hiểm của suy thoái kinh tế. Ông Rob Dobson, một kinh tế gia cao cấp của Markit, là công ty đứng đằng sau các kết quả khảo sát, cho biết với con số tổng hợp giảm xuống dưới mức 50 điểm, chắc chắn đẩy Đức đến gần hơn tình trạng trì trệ trong quý thứ tư.
và bước vào năm mới với các chỉ số mới cho cả sản xuất và dịch vụ đều mang tín hiệu suy giảm. Số lượng đơn hàng xuất khẩu mới yếu kém và điều này có thể đã đủ để đẩy Đức vào tình trạng suy thoái kinh tế. Nhìn chung, Market cho rằng khu vực đồng Euro đang hướng đến một suy giảm 0.6% trong quý thứ tư. Và trong 17 quốc gia thành viên của khu vực đồng Euro, Ý sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất với tổng sản lượng của nước này được ước tính sẽ bị suy giảm 1%. Những con số khảo sát mới sẽ làm gia tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo khu vực đồng Euro sẽ gặp nhau trong tuần này để thảo luận về một kế hoạch để cứu trợ đồng Euro. Một cuộc khảo sát tư nhân mới được công bố trong ngày thứ Hai cho thấy nền kinh tế của Trung Cộng đang chậm lại. Cuộc khảo sát tư nhân được thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ cho thấy tốc độ phát triển đang chậm lại, trong khi các số liệu của chính phủ thậm chí còn nghiêm trọng hơn cho thấy cả hai lĩnh vực dịch vụ và sản xuất đều suy giảm lần đầu tiên kể từ khi chấm dứt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Dấu hiệu của suy thoái cũng được phản ảnh trong tăng trưởng tổng sản lượng quốc gia yếu kém, giá bất động sản suy giảm và vô số các vấn đề trong việc cho vay. Các nhà hoạch định chính sách đã phản ứng bằng cách cắt giảm lượng tiền mặt dự trữ bắt buộc của các ngân hàng trong ngày thứ tư tuần trước. Những nhà quan sát Trung Cộng sẽ chờ đợi các số liệu về các khoản vay mới là một trong những số liệu chủ yếu cuối cùng cho năm 2011 trong 10 ngày tới đây. Các con số lạm phát cũng sẽ được công bố và mặc dù lạm phát tại Trung Cộng đã có một sự gia tăng điều độ hơn, nhưng điều quan trọng cần chú ý đến là tỷ lệ lãi suất thực tế, tức là những gì người Trung Quốc chiếm được từ tiền gửi ngân hàng trừ cho chỉ số giá tiêu dùng của họ. Và con số này được ước tính rất tiêu cực. Và các phân tích gia cho rằng sẽ không có nới lỏng tiền tệ thật sự cho đến khi điều này thay đổi. Vì vậy, có nhiều người ước đoán Ngân hàng Trung ương Trung Cộng sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Người dân Paris này có thể mướn những chiếc xe chạy bằng điện được đặt tên là Autolib để chạy trên các đường phố của thủ đô của Pháp. Công ty Bolloré của Pháp đã tạo ra những chiếc xe thân thiện với môi trường sau khi chế tạo loại pin kim loại lithium polymer cho phép chiếc xe chạy được đến 250 cây số trước khi cần phải charge. Những chiếc xe được cắm điện để charge trong các bãi đậu xe. Công ty Bolloré cho biết đây là một dự án 40 tỷ euro và là nguồn gốc của 1.200 việc làm mới. Chiếc xe Autolib có hình dạng như một chiếc bong bóng đã được đưa vào thử nghiệm từ tháng 10 để những người sử dụng đầu tiên giúp điều chỉnh các dịch vụ. Hôm thứ Hai, hệ thống Autolib đã được chính thức bắt đầu đi vào hoạt động trên khắp thủ đô Paris. Để có thể thuê một chiếc xe, người lái xe sẽ phải ghi danh tại văn phòng của Autolib ở trung tâm Paris hoặc tại các đại lý nằm gần một số trạm để xe. Bằng lái xe, thẻ ID và một thẻ tín dụng sẽ được yêu cầu khi ghi danh, cùng với một khoản tiền thế chân. Việc thuê xe rất đơn giản, người muốn mướn xe sẽ sử dụng một thẻ điện tử đặc biệt để mở khóa cửa xe. Không giống như các công ty cho thuê xe truyền thống, xe Autolib sẽ được theo dõi bởi một trung tâm điều hành có nhân viên 24 giờ một ngày để giúp những người lái xe gặp khó khăn thông qua các cuộc gọi video. Trong ngày ra mắt chính thức vào hôm thứ Hai, đã có 250 chiếc xe đã được đem ra tại 250 trạm. Một trong những thách thức lớn nhất của công ty Bolloré là thuyết phục người sử dụng về những lợi ích của phương pháp sử dụng xe mới này để công ty có thể đạt được mục tiêu có 3.000 chiếc xe hoạt động vào mùa hè năm 2012. Ông Pierre, một người dân ở Paris và là người đã từng sử dụng Autolib, cho rằng đây là một bổ sung tuyệt vời cho phương tiện giao thông công cộng để khi những người không có xe riêng có thể đi chợ mua sắm những món hàng cồng kềnh khó có thể đem lên những phương tiện giao thông công cộng. Phương cách chạy bao nhiêu trả bao nhiêu được đưa ra nhằm đáp ứng xu hướng của ý tưởng chia sẻ. Chương trình cho thuê xe đạp Vélib được giới thiệu tại Paris vào năm 2007 và từ đó đã có một thành công rất lớn bất chấp những vấn đề như phá hoại hay đánh cắp xe đạp. Những hệ thống chia sẻ xe khác đã tồn tại ở Paris và các thành phố khác ở Pháp như Lyon, Bordeaux hay Marseille. Nhưng trái ngược với hệ thống Autolib, những chiếc xe cần phải được trả lại ở địa điểm lấy xe lúc ban đầu. Tương tự như hệ thống Vélib, những người sử dụng Autolib có thể chọn lấy xe tại một địa điểm và trả lại ở bất kỳ trạm nào khác xung quanh Paris.
những người sử dụng sẽ có thể ghi danh trở thành thành viên cho hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng năm với chi phí từ 10 euro cho đến 144 euro cho một năm, và người sử dụng trả tiền nhiều hơn tùy thuộc vào độ dài thời gian chiếc xe được sử dụng. Ở mức giá này, Autolip chắc chắn sẽ là một lựa chọn rẻ hơn cho những người không thường xuyên cần đến xe hơi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới và bản biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.